Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Rốt cuộc tình cảm của họ đối với bạn là gì? Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp trong trái bài có rất nhiều, hy vọng các bạn tiếp nhận trái bài một cách tích cực nhất và chỉ lựa chọn những thông điệp nào phù hợp với năng lượng của mình nhé các bạn. Sau đây là trái bài của các bạn. Và năng lượng của trái bài sẽ quán chuyển lẫn nhau giữa hai hàng. Nếu bạn hàng 1 thì họ là hàng thứ 2, và nếu họ là hàng thứ 2, bạn là hàng thứ 1 nha các bạn. Và sau đây mình sẽ mở trái bài cho các bạn xem ha. Đầu tiên là các bạn có lá 10 tiền, 10 of Pentacles. Và lá thứ 2 là các bạn có lá 7 of Swords, 7 kiếm. Và lá tài thứ 3 là các bạn có lá Strength, sức mạnh. Và dòng thứ 2, năng lượng của họ là gì? Đó là họ có lá bài Queen of War, nữ hoàng kiếm. Và lá bài thứ 2 có lá bài là The Temperance. Và lá bài cuối cùng của họ đó chính là lá bài King of Wands, vua gậy. Và sau đây mình xin giải bài từ lá bài cho các bạn. Và ở cái dòng đầu tiên, đó chính là năng lượng, điều gì đã đem hai bạn đến với nhau. Và ở trong mắt họ, bạn là một cái dấu hiệu của sự an toàn và ổn định lâu dài. Mối quan hệ của bạn sẽ dựa trên một cái nền tảng rất là vững chắc khi cái lá bài này xuất hiện. Và nó cũng chỉ ra rằng cái sự hòa thuận hạnh phúc trong gia đình của chính bạn chính là một biểu thị khiến cho họ muốn gắn kết với các bạn một rất là nhiều. Và họ rất là hy vọng một cái cam kết rất là sâu sắc hơn. Nó chỉ ra rằng cái việc phát triển tình cảm là cái việc các bạn sẽ định là cùng nhau ổn định cuộc sống, đính hôn hoặc thỏa thuận đến tiến tính hôn nhân. Một cái gì đó nó rất là tốt cho tương lai, và họ nhận thấy là bạn là một cái nơi rất là đáng tin cậy để phát triển một cái gia đình sau này. Và trong mắt của người này á, các bạn là một trong những cái người thuộc của gia đình là có vật chất. Các bạn sống trong một cái bối cảnh không phải lo lắng nhiều về việc tiền bạc. Cái sự giàu có và đủ đầy chính là cái thứ mà họ nhìn thấy ở bạn. Tuy nhiên, họ cũng nhìn thấy ở bạn cái sự bảo thủ. Cái việc là bạn không có muốn thay đổi cuộc sống đang rất tốt đẹp diễn ra cho các bạn. Và bạn cứ giữ những cái quy tắc và tuân theo những cái hướng dẫn mà bạn cho là đúng từ trước giờ. Bởi vì bạn không có muốn mình thay đổi những gì có. Bạn suy nghĩ là tại sao mình đúng, mình thành công vậy rồi, mình có gia đình hạnh phúc vậy rồi, tại sao mình phải thay đổi? Nhưng mà các bạn quên rằng có những cái thứ mình cần phải lắng nghe. Những quy tắc đã có sẵn khi thay đổi là việc cần thiết. Bởi vì thay đổi sẽ được khuyến khích nếu bạn phát triển hơn cho tương lai và định hướng lâu dài của cho các bạn. Và đương nhiên trong mắt người này, bạn đang sống trong cái sự sung túc rất là nhiều. Bởi vì bạn thoải mái về tài chính nè. Đối với họ bạn rất là may mắn và của cải vật chất cũng có nhiều nữa. Những cái kế hoạch của bạn hình như đều tiến hành được hết á. Đây là một trong những cái lá bài rất là ổn định và bền vững về vật chất. Và đối với họ mà khi mà gặp bạn á, bạn chính là một cái dấu hiệu hạnh phúc về tình yêu. Cái điều mà họ muốn gắn kết lâu dài với bạn, muốn thành một gia đình thật sự hạnh phúc cho cả hai. Bởi vì lá bài này chứng tỏ bạn rất xứng đáng để trở thành một người của gia đình, một hình tượng mẫu cho những ai được mơ ước đến khi có được bạn. Và cá nhân của họ cũng thấy bạn là một cái người để sống rất hạnh phúc, bạc lạc quan với những điều tốt đẹp trong quá khứ và lẫn hiện tại và tương lai luôn. Bạn tin tưởng vào cuộc sống bởi vì họ thấy bạn cũng sống quá sung túc rồi. Bạn phải coi lo lắng gì đâu. Tất cả những cái gì bạn lo là lo về tình cảm của bạn mà thôi. Lo về cái suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Ngoài ra là bạn cũng không có để ý đến những cái đau khổ khác của cuộc đời. Tại vì mình có khổ đâu, mình biết được người khác đau khổ các bạn. Mình phải nghèo, mình phải khổ, mình phải không thiếu tài chính vật chất. Mình sống trong một gia đình mà bị bạo hành hay cái gì đó. Thì mình mới hiểu được cái nỗi đau của người khác. Cái này bạn quá im đẹp, làm sao bạn hiểu được người ta. Và cái điều bạn nhìn ở họ là gì? Họ mang một năng lượng của nữ hoàng kiếm. Và cá nhân các bạn thấy cái người này á, là một cái người rất là thẳng thắn. Bởi vì cái người này đã trải nghiệm cuộc sống. Mặc dù họ còn nhỏ tuổi chăng nữa thì họ cũng trải nghiệm cuộc sống rất là nhiều. Và bản thân của họ cũng rất là khéo léo để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Một điều là bạn thấy ở đây là một cái sự thành thật và ưu tư. Và hình như họ không có muốn làm tổn thương ai hết. Khi mà ra ngoài chơi thì cái lúc nào họ cũng nhường nhịn cho người khác. Họ lúc nào cũng sợ người ta buồn, người ta bị tổn thương. Nhưng mà những cái này cuối cùng là làm tổn thương chính bạn. Và cá nhân bạn cũng thấy cái người này họ rất là bộc trực và không có biết giả vờ luôn.
Bởi vì cái người này mang năng lượng của bộ kiếm, do đó cái sự thẳng thắn và chân thực trong giao tiếp là cái người này luôn sử dụng luôn các bạn. Nhiều khi các bạn thấy là những cái lời nói của họ thẳng thắn đến nỗi làm cho các bạn đau lòng. Và chính những cái lời thẳng thắn này chính là cái điều mà khiến cho các bạn có suy nghĩ lăng tăng. Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao họ lại nói vậy? Trong khi bạn là cái người thích nghe những lời im dịu. Bởi vì bạn sống trong cái nhung lụa, bạn không có quen với những cái mà quá thẳng thắn, những cái quá thẳng thừng, những cái mà bộc trực như vậy. Làm cho các bạn bị đau mút đó, chứ là bị tụt cảm xúc đó, khiến cho bạn luôn đặt những câu hỏi đó, ồ tại sao người này có thương mình không? Tại sao họ lại nói những điều này với mình? Tuy nhiên mà các bạn cũng cảm thấy ở trong họ có một cái gì đó về ký ức của chính họ, những điều đã xảy ra và những điều không có được nói trong những cái mối quan hệ gia đình hoặc là tình cảm của họ khi xưa. Bởi vì bạn không có được họ cởi mở để họ nói lên những cái suy nghĩ cũng như tâm tư của họ. Đây là cái thời điểm mà bạn nếu còn quen họ, bạn phải nên hiểu được là họ phải cởi mở nhiều hơn để biết lắng nghe, thấu hiểu cái tâm tư, nguyện vọng của họ là gì. Và việc của bạn là bạn phải thể hiện mình quan tâm nhiều hơn, tích cực hơn, bình thường so với những người khác, để hiểu rằng cái người này là cái người tiềm năng, bạn có thể hiểu họ hơn. Đừng có giả định mà hãy lên tiếng nói hay hỏi họ những cần gì và muốn gì trong tình cảm của hai bạn. Và dòng thứ hai chính là cái thứ mà cản trở tình cảm của các bạn là gì. Đầu tiên là các bạn có lá bảy kiếm. Chính vì lá bảy kiếm này xuất hiện, nó liên quan đến cái việc mà họ muốn tách biệt khỏi ra bạn. Bởi vì đây là một cái người họ muốn là họ sống trong cái đơn độc và rất bí mật. Bởi vì họ cảm thấy là mình làm con số đơn độc, họ muốn mình bay nhảy tự do một mình. Và chính vì có thể là các bạn đã quá kèm kẹp họ hay sao á, có dấu hiệu là họ muốn trở thành một cái người độc thân, đơn độc trong cuộc sống này. Bởi vì họ cảm thấy là sẽ hiệu quả hơn và thoải mái hơn rất nhiều nếu như tự thân vận động làm tất cả mọi thứ. Có dấu hiệu bạn cảm thấy là họ muốn né tránh những cái gì đó mà một cặp một đôi. Về cái tư tưởng này khiến cho cái mối tình cảm của hai bạn bị rắc rối rất là nhiều. Và họ sẽ không thể tiến đến hạnh phúc và phát triển về lâu dài nếu như họ không có sự hợp tác cùng với bạn. Và nếu như mà họ cảm thấy cái khuynh hướng mà thích hành động một mình vậy á, thì hãy đảm bảo cho rằng cái sự tách biệt của họ là thực sự hiệu quả đối với họ, chứ không phải là tách biệt ra bạn không yêu bạn nữa mà họ đau khổ hoặc họ không có nên người. Thì mình nghĩ cái tách biệt này họ không có nên làm. Có thể là cái xích mích của hai bạn rất là nhỏ do cái bất đồng về cái sự xuất thân của cả hai. Bởi vì nó có thể chỉ ra rằng cái vấn đề mà bạn và đối tác của bạn có thể là có những xung đột phát sinh do cái sự khác biệt về nguồn gốc hoặc truyền thống gia đình. Nếu vấn đề này được giải quyết thì các bạn sẽ nhìn ra cái gốc rễ nguyên nhân của xung đột. Và nếu như cả hai bạn mà sẵn sàng hỏi thiệp, hợp tác thì sẽ tạo ra những cái gì rất là tốt đẹp cho cả hai. Nhưng có thể rất tiếc là các bạn gặp một cái gì đó không có sự hỏi hiệp và sự chạy trốn của người này rất là nhiều khi các bạn này xuất hiện. Bởi vì nó hàm ý rằng họ đang chạy trốn một điều gì đó. Có thể là chạy trốn về những cam kết, trách nhiệm, công việc hoặc tình cảm. Và họ đang chần chừ và không có muốn cho các vấn đề trôi đi một cách rất là lãng phí và họ không muốn giải quyết chúng. Họ tránh mặt đi, họ tránh mặt gặp các bạn, có thể họ trốn ngắt kết nối các bạn ngay bây giờ. Mà họ không biết là đôi khi họ cần phải đối mặt với những gì cần phải đối mặt. Cái lời nhắn gửi đến họ là họ phải biết là họ đang khiến cho mọi thứ trở nên rất là tồi tệ cho chính bản thân họ và người khác bằng cách họ chạy trốn như vậy. Và có dấu hiệu cho thấy là cái quyết định mà họ chạy trốn bạn vậy chính là cái lựa chọn sai lầm mà họ mắc phải và đang muốn giấu kín. Những cái sai lầm này chỉ là lỗi nhỏ thôi, có thể khắc phục rất là dễ, nhưng mà do họ chạy trốn như vậy khiến cho nội tâm của họ sẽ không biết điều gì xảy ra. Điều họ cần làm phải xem xét kỹ lưỡng để họ biết là những cái gì mà gặm nhấm niềm vui, lòng tự trọng của họ nó không đáng, bởi vì cái tự ái cá nhân của họ rất là nhiều, trong khi bạn lại không có cảm giác đó đối với họ. Và cái điều cản trở tình cảm của họ đối với bạn là gì? Chính là họ thấy bạn là cái người không có được điềm tĩnh. Bạn cảm thấy là bạn bị nói nhiều quá. Do cái đó khiến cho họ cảm thấy không có thoải mái trong cái vấn đề với cái nguồn năng lượng của chính bạn. Bởi vì khi mà bạn biết chừng mực để mà mình khả năng cái thể hiện tiết chế bản thân mình chút xíu á, thì sẽ tốt hơn. Họ thấy ở bạn không có sự cân bằng, bạn bị đam mê lôi cuốn vào công việc này, những cái cuộc vui các bạn, hay là bạn quá đam mê về cái gì là bạn yêu thích. Do đó khi mà một cái gì đã xảy ra, bạn hay làm cho một việc đó, nó trở nên khuấy động,
trở nên một cái gì đó nó rất là dông bão luôn á, khiến cho họ không có được cái sự tâm tư điềm tĩnh khi ở bên cạnh bạn. Và điều họ cần là cần một cái nhu cầu điều hòa, đặc biệt khi mà cái lá bài này xuất hiện, nó muốn là cái nhu cầu cân bằng trong tất cả các tình huống để cho không có sự xung đột xảy ra. Nếu như bạn biết hòa hiệp và hợp tác là điều rất là tốt khi đó rồi các bạn. Bởi vì khi mà đó bạn sẽ tìm kiếm được cơ hội mang đến cho cả hai bên, dù hai bên đối lập sẽ được gần nhau hơn, sự ôn hòa sẽ mang giúp cho các bạn điều chỉnh và bổ sung hơn vào tình cảm của cả hai rất là nhiều. Và có thể là các bạn đã bị sai phương pháp yêu rồi, do đó các bạn phải thử một vài phương pháp khác để mà mình có thể thay đổi cái cục diện này. Và ở một số bạn có một cái số việc gì đó là các bạn không có cân bằng được chính bản thân của chính mình, do đó các bạn phải tìm ra là giữa cái mối quan hệ nè, mục tiêu và niềm đam mê của mình phải cân bằng tất cả. Bạn đừng dìm cái gì quá mà khiến cho cái tình cảm của bạn bị mất đi. Và chính họ cũng thấy là có thể là bạn cảm thấy là mình đã mang một cái gì đó lỗi lầm khi tình cảm này xảy ra. Và họ mong muốn là bạn hãy tha thứ cho chính bản thân của mình, hãy để cho chúng tan đi. Khi bạn tìm được sự bình yên và từng trải cho cái mối quan hệ của mình, thì bạn cần phải có sự bình yên trong chính bản thân của mình. Bởi vì hình như là bạn không có kiềm chế được cảm xúc của mình. Cái cảm xúc đưa cho bạn đi quá xa trong tất cả mọi việc luôn á. Và lời khuyên của lá bài là mong các bạn phải tiết chế lấy hành vi, kiểm soát cảm xúc của mình và ham muốn của mình luôn đó nha các bạn. Bởi vì có dấu hiệu là các bạn bị cực đoan trong cái vấn đề tiếp nhận và lựa chọn tình cảm. Hy vọng là các bạn sẽ cảm giác được hài hòa và bình lặng. Bởi vì bạn phải tôn trọng cái sự khác biệt của người khác. Bởi cái gì chúng ta biết rồi, mỗi người đến những cái thế giới khác nhau. Các bạn không thể nào kêu họ thay đổi được. Mình nên tôn trọng thế giới của họ. Và mình nên tôn trọng những gì mà họ có, cái điều bạn cần học trong cái bài học của tình yêu này. Và chính các bạn cũng thấy ở họ có sự phân vân. Mặc dù cả hai có tình cảm với nhau, nhưng mà họ bị cân nhắc hoài luôn á. Bởi vì họ thiếu có sự quyết đoán. Do đó có gì đó khó khăn trong cái việc tình yêu của bạn có thể gặp sự phản đối của gia đình, bạn bè hoặc người thân. Có một cái dấu hiệu là cái người bạn thích, bạn yêu á, họ luôn luôn thể hiện mình nhẫn nại trong mọi tất cả mọi việc. Có thể những lời nói ra vào của những người xung quanh họ khiến cho họ cảm thấy là họ chùn bước rất là nhiều. Và cái điều quan trọng nhất là bạn phải cân bằng được trong cuộc sống, chính bản thân bạn, điều chế được cảm xúc của mình. Và họ phải kiên quyết hơn để tiến tới được tình cảm của cả hai. Việc của các bạn bây giờ là mình phải bớt những cái mục tiêu khác trong cuộc sống đi. Mình cân bằng lại mối quan hệ của mình. Bản thân của họ phải quyết đoán hơn để họ có thể tiến tới với bạn, chứ không phải vì những cái gì khác mà khiến họ chùn bước rất là uổng. Bởi vì hai người có tình cảm với nhau mà, chứ phải không có đâu. Và điều gì khiến cho hai bạn cần phải chú ý hơn trong cái tình cảm để cả hai có thể tiến tới với nhau một lần nữa? Cái lá bài này nó xuất hiện, lá trend thì bạn thấy không? Một cái người phụ nữ rất là nhẹ nhàng mà xuất hiện chế ngự một con sư tử xung quanh. Tức là bạn phải kiểm soát được cái bản năng thú tính trong người mình. Mình sorry khi nói câu này với các bạn. Bởi vì đây là cái sự đại diện cho dục vọng, sức lực bên trong bạn. Bởi vì bạn có sức mạnh bên trong quá mạnh, do đó bạn biểu hiện ra ngoài, bạn lấn át luôn những cái người xung quanh các bạn. Do đó các bạn phải kiềm chế lại và chiến đấu chính với cái dạ thú bên trong các bạn. Tức là mình phải sống làm sao mình dịu dàng hơn với cuộc sống này, chứ mình không để cảm xúc mình cứ cuồn cuộn vậy hoài là không có được. Và con thú mà cái người thiếu nữ đang chế ngự chính là cái hình ảnh đại diện cho bản tính dữ tợn bên sâu của con người mình. Bạn biết không, một cái số này nó ẩn sâu rất là nhiều để cho những cái nghịch cảnh đến với mình là do cái sự dữ tợn bên trong mình đó các bạn. Và lá bài này xuất hiện, nó muốn các bạn phải làm sống làm sao để bạn là một người chu hòa, này, tâm tính mềm mại, nhẫn nại và dịu dàng hơn. Khi mà theo đuổi ai đó, bạn phải chăm chút hơn, nhiều hơn. Chứ đừng có làm gì mình cuồn cuộn quá các bạn, là không có được. Bởi vì cái sự ân cần về tình cảm sẽ khiến đối phương rất là cảm động. Và các bạn, mình phải dự sử dụng cái sức mạnh một cách rất là mềm mỏng để mình có thể lèo lái được cái tình cảm của mình. Cái việc mà bạn chấp nhận cái sự khác biệt ở người khác cũng như tha thứ là một cái vấn đề đòi hỏi ở bạn rất là nhiều. Bạn nên thể hiện lòng trắc ẩn với những cái mảnh đời trong cuộc sống. Tại vì họ khó khăn, bạn sung sướng nó khác nhau các bạn. Bạn phải giữ bình tĩnh để giải quyết được mọi vấn đề. Và điều họ cần làm là gì? Khi mà lá bài King of Wands vua gậy này xuất hiện thì chính là
cái mong muốn mà nếu như muốn tiến tới cuộc tình cảm với cả hai thì cái người này họ không có nên im lặng nữa, và họ không nên có thụ động nữa, họ phải tiến tới và mạnh mẽ theo đuổi bạn một lần nữa nếu như họ còn yêu bạn, chứ không có phải là họ im lặng mãi không có được các bạn, họ quá thụ động rồi. Đây là cái lúc mà họ phải bắt tay vào thực hiện và tạo nên kỳ tích cho mối quan hệ của cả hai. Bởi vì cái năng lượng của cái vua gậy này là một người táo bạo và liều lĩnh nha các bạn. Bởi vì họ không có né tránh những con đường an toàn. Với năng lượng này là cái thừa tự tin để đương đầu với khó khăn, chứ không phải là cái người trốn tránh cái sự việc như mà họ đã làm khi trước. Vấn đề họ cần là họ cần phải trưởng thành hơn trong cuộc sống của mình, hoàn chỉnh hơn về những cái gì mà họ cần phải tiến tới. Và cá nhân người này cũng phải nên kiềm chế cái sự mà cố chấp hoặc tự tin thái quá của mình. Có thể là họ chưa có từng trải nhiều trong cái cuộc sống, có thể là các bạn đang quen một cái người nhỏ tuổi hay sao á. Cái sự tự tin của họ đôi khi khiến cho các bạn cảm thấy là rất cuốn hút. Cái sự cuốn hút này khiến cho các bạn vội vàng tiến đến cái mối quan hệ với người này rất là nhanh chóng. Do đó các bạn phải cần tìm hiểu cái nguyên nhân, bởi vì hậu quả của mối tình của cả hai bạn, để cho cả hai bạn tiến tới với nhau lần nữa. Và nếu như mà bạn đi theo cái người này hay quen với người này, cái việc duy trì lửa trong chuyện tình cảm của hai rất là khó khăn đối với bạn và chính họ luôn. Đó, khi mà bước một mối quan hệ cam kết lâu dài, họ cần phải có lòng đam mê thực sự và sẵn sàng có trách nhiệm với bạn và chính mối tình của cả hai. Và khi mà có mâu thuẫn xảy ra thì cái người này sẽ cũng hơi bị tháo thắn nha các bạn. Và nhớ rằng khi mà bạn muốn dập được cái lửa thì chỉ có nước, do đó bạn chỉ cần im lặng đi là họ sẽ cảm thấy là rất hối hận vì cái sự tháo thắng của mình. Khi mà có xung đột xảy ra, cái điều mình cần là bạn phải kiềm chế cảm xúc của mình. Bạn chỉ cần im lặng và các bạn không có nói gì hết thì mọi chuyện nó sẽ khiến cho họ suy nghĩ về những cái hành vi, hành động của họ lại. Bởi vì cái người này cũng thấu hiểu các bạn, họ yêu bạn chứ phải không đâu. Nhưng mà các bạn phải để cho người này tự do, hãy làm lúc nào cũng phải cho họ thấy thú vị, đừng bao giờ đem cho họ cảm giác nhàm chán ở bên cạnh bạn hết á. Và tình yêu, khi bạn có được tình yêu từ cái người này thì họ sống rất là đam mê và họ sẵn sàng có trách nhiệm với các bạn. Và cái cần nhắc nhở là nếu như họ đang quá tập trung nhiều vào công việc, sự nghiệp của chính họ thì mong là họ sẽ dành thời gian cho chuyện tình cảm. Nếu không, công việc không phải là thứ duy nhất trong cuộc sống mà họ phải nên hiểu cái điều này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài, một trải bài quá dài rồi.